Tin mừng theo Thánh Gioan. Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến. Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán." Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi." Đền thờ nơi người Kitô hữu. Vương cung thánh đường Laterano là một trong những thánh đường đầu tiên được xây cất sau cuộc bách đạo ban đầu. Thánh đường được hoàng đế Constantino xây và được Đức Thánh Cha Sylvester thánh hiến năm 324. Thánh đường này tiếp tục là nhà thờ chánh tòa của Đức Thánh Cha, giám mục Roma. Thánh đường này được gọi là mẹ của tất cả các thánh đường. Trong Đức Kitô, chúng ta đã trở nên đền thờ sống động và đã được cung hiến ngày lãnh nhận phép thanh tẩy. Thánh Phaolô minh định: "Anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong đền thờ ấy." Đó là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.